Et le nouveau là. Non, mais un nouveau ou un nouveau. Hein? Tiens moi. Je t'en donne un. Je peux t'en donner un. C'est pas de problème. À mettre dans l'air. Cái này nó còn hơi chua. Có chai nó ngọt lắm. Dâu tằm mọi người. Ngọt mọi người. Cái này chín cả. Wow. À, chín đỏ mà. À. Ngọt đấy ngọt. À. Chuyện gì à? Nó cao quá trời không leo được. Không cao được, không leo được, cao quá. Ở đây thì gió hơi lạnh. Mùa hè gió hơi lạnh. 9 cái trái nào mà chín đỏ ăn rất là ngọt. Cây này mọi người thấy nó ra đẹp không? Chùm chùm xuống rồi ha. Chùm xuống đất luôn này. Trái này chắc nó không ngọt đâu. Chua. Trái chín đỏ rồi nó mới ngọt. À, cái này ấu rớt đất đất. Rớt đất rồi. Wow, trái này mọi người thấy không? Trái này với này, này ngọt rồi, thấy không? Chín đỏ thấy không? Đó. Ngọt. Ngọt. À, chua. Cái này này, trái này với ngọt này. Đỏ. Đó, thấy không? Đó. Ngọt. À. Đây có chai chín đỏ này. Tím luôn. Không. Ngọt quá trời ngọt luôn mọi người. Ăn hết cây luôn, tới ngày mai chết hết luôn. Trên cao quá trời. Trên cao chín rồi. Hám tới.
lắm mọi người. Chú ở no ăn cơm mọi người. Ăn tại chỗ luôn, rất là ngon. Rất là mát. Ồ, đây có trái này, sắp chín rồi. Wow. Nó chín đỏ, nó đụng cái nó rụng. Ngọt quá thì ngọt. Cây này dâu tằm mà. Cây này không biết dâu gì á. Giống giống nhau mà. Cây lá khác nhau. Chua. Nó chưa chín rồi. Chua. Trên này có trái này chín rồi sao? Mày thấy không? Trái dâu này hình như cũng giống cái kia mà sao lá cây nó khác nhau. Ngọt, ngọt lắm. Trái mà chín chín ngọt lắm mọi người. Hai cái này ăn. Hai cây này ăn hết cây á. Chắc không biết tới khi nào ăn hết cây. Trái nó hơi chín chín ngọt quá trời. Non. Chua quá. Ăn phải trái chưa chín nó chua. Đầy chín này mà. Elle travaille, hein.
Cái này giống nhau mà sao tự nhiên là cái cây nó khác nhau ra. Cây này lá, lá nhỏ, cây kia lá lớn, biểu cùng chắc cùng giống. Chín này nó ngọt ghê. Ngọt lắm mọi người. Ngồi đây nghỉ dưa. Wow. Bây giờ đứt được không ạ?